Ok, xin chào các bạn. Hôm nay thì có ông bác đến, mình sẽ hướng dẫn cho bác cũng tần cá quỷ với các bạn là cái đoán này. Nó giống như là 463 thôi, nhưng nhiều người làm là không được nên là cứ mất hoài. Hoặc là một nhiều người làm là sẽ bị là phọt má chữ bi. Lát nữa nếu mà bác cầm về mà làm sai ấy, nó sẽ phọt má mất. Thì các bạn nhớ là nhấn dưới cái function này, rồi nhấn cộng trừ ở đây. Đấy. Đến khi nào nó ra cái chữ last style này cho mình. Dạ, Lúc rồi giữ cái này lại và mình nhấn chọn là EXQ. skill Nhấn chọn đây. chọn Đó, ví dụ mình rồi mình sẽ chọn cái size gần gần đây, ví dụ như là Roomba chẳng hạn. rồi Đó, ba SQ mình sẽ nó máy nó nhấn thêm một lần SQ nữa thì máy nó sẽ hỏi mình là last lốt do. tu Mình lốt tôi cái nào mình yes ok. Mình nhấn ok thì nó ok. vào cái user user một hay là hai gì đấy là Dạ đúng đoạn vào rồi, đó đó. là 221. Nhớ nó sẽ nằm ở số 221. Rồi. Đó, rồi khi chúng ta làm xong thì nó sẽ là complete. Rồi, đó, được rồi đó. Tiếp theo chúng ta là tu điện số 2 chẳng hạn. Ví dụ như nhấn function vẫn là giống vậy luôn. Nó sẽ ra như vậy. Đó, chúng ta nhấn SQ. Đó, chúng ta sẽ chọn là silo. Silo pop chẳng hạn. Đấy. Đó. Slow. Dạ đấy, chúng ta chọn tối thiểu là 4 điệu nha. Đấy. Đó, nó last two nó hỏi là 221, mình nói là không. No, 221 nãy là mình lưu rồi. Rồi, Giờ bây giờ mình mình nhấn nhảy nó cái khác. dấu cộng nữa. Cộng Là nó sang cái khác. giờ 222. Đó. 22 nó ra cái gì đây? Ra nó 222 là điệu silo. Đó, loa đình xong. Rồi, ok. Rồi, mình sẽ last 221, 222, 223, 224. Là mình last về cái cơ bản như vậy á, nhiều anh chị các cô chú làm là nó bị phọt mát luôn, là mắt trắng vô bi là nó em sẽ nói. Cố gắng đừng có để nó phọc mát, nó khi mà phọc mát rồi là ví dụ bi mình nó bị trống trơn luôn nên nó không còn những cái điệu này Đấy, nữa. Rồi complete complete rồi. rồi, ok. Tiếp tục chúng ta nhấn nhấn đây. Nhìn đây. Đó, nhấn vào function rồi chúng ta chọn SQ, chúng ta chọn là điệu cha cha. Cha cha, Đó, rồi chúng ta là 223. Hồi nãy là 21, 22 rồi 23. Nếu mà các ba. bạn không nhớ các bạn cứ lấy cái giấy các bạn ghi ra nhá. Đó. Đó, ok. Là ví dụ như là 221 là điệu điệu gì này. Đó, ví dụ như là hồi nãy mình ghi là Đi học là phải mang sách đi đúng theo rồi, nó phải chứ. vậy thôi chứ chấp nhận thôi. Đó, là gì? Hồi nãy là rumba. Đó. Rồi 222 là chúng ta là silo. Đó. 221 này. Đó. 223. 223 là cha cha. Đó, phải ghi ra để mình nhớ. Rumba 222 là slow. Dạ đúng rồi, 223 là cha cha, ví dụ vậy ha, mình phải ghi lại chứ không là không nhớ đâu nha. Đó rồi Cha cha. đúng rồi, ví dụ 224 là mình ghi là một điệu mark đi, mark hành khúc đi, hoặc là rap rap cũng được tùy, hoặc techno đi. Đó, Techno. 223 là techno đấy. Đấy, cứ loát giống 224 techno, xin lỗi, 224 techno. 224. Rồi là tu 224 làm giống như hồi nãy mình chỉ nha. Đây Nếu là mà đây là một này. rồi Đây là hai này, đây là ba 3 này, đây là 4 bốn này. rồi ok. Sau khi chúng ta Là coi như làm là bốn cái đúng rồi style rồi. rồi rồi chữ hơi xấu tí, ok, chữ nghĩa quan trọng. Bây giờ chúng ta sẽ làm cái cách làm cho nó đúng rồi, ok. Rồi thì xong rồi á thì chúng ta sẽ edit